Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay ra đường thì nhiều người dân ở miền Bắc đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn hẳn khi mà nắng đã lên và xua tan mưa ẩm. Bầu không gian quang đãng, thoáng mát cùng với nền nhiệt độ tăng lên. Chu trình tăng nhiệt này sẽ bắt đầu từ hôm nay và còn kéo dài trong khoảng 3 ngày tới. Do lúc này thì các yếu tố tác động tới thời tiết miền Bắc là khối không khí lạnh, gió đông ẩm và hội tụ gió trên cao đều suy yếu. Bởi vậy mà đêm nay thì mưa cũng giảm nhanh, chỉ còn rải rác vài nơi tại khu vực phía Tây Bắc Bộ. Mức nhiệt thấp nhất về đêm cũng tăng lên mức là từ 20 đến 24 độ, chỉ còn hơi se lạnh. Sang đến ngày mai thì dự báo mức nhiệt cao nhất trên toàn khu vực sẽ tăng nhanh lên mức là từ 27 đến 30 độ, trời ấm áp hẳn lên. Dự kiến thời tiết nắng ấm này ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài đến hết ngày 6 tháng 11, tức là thứ Bảy cuối tuần này. Sau đó, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về sẽ làm cho nhiệt giảm sâu và trời chuyển rét. Với khu vực Trung Bộ, thời tiết cũng duy trì ổn định khi mà mưa giảm nhanh, ban ngày trời nắng ấm cùng với nền nhiệt tiếp tục tăng. Ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ có mức nhiệt cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời có nắng nhiều hơn cùng mức nhiệt độ trưa chiều dao động từ 29 đến 32 độ. Ở phía Nam, cường độ nắng vào thời điểm trưa chiều khá mạnh, do vậy mức nhiệt cao nhất trưa mai ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên vào khoảng là 29 đến 32 độ và 31 tới 34 độ là mức nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ khác. Lưu ý với quý vị là về chiều tối các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ vẫn có mưa rông rải rác. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc đến đông với cường độ ở mức cấp 4, cấp 5, sau cường độ gió giảm dần. Chỉ lưu ý là sương mù có thể xuất hiện vào sáng sớm làm giảm tầm nhìn xa. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 3 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.